Xuân Trường và Đức Huy là những tiền vệ rất ăn ý của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á cách nay nửa năm. Dù vậy, do Đức Huy xuống phong độ ở giai đoạn đã qua tại V-League 2018, nên cầu thủ của CLB Hà Nội không còn có suất đá chính trong đội hình đội bóng của SLV Park Hang-seo tại AED 2018. Chỗ của Đức Huy dạo gần đây do Hùng Dũng đảm nhiệm, bởi Hùng Dũng có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại, Hùng Dũng đã chấn thương, nên có thể Đức Huy sẽ được trở lại với vai trò tiền vệ phòng ngự. Dù SLV Park Hang-seo từng sử dụng đội hình không cần đến tiền vệ phòng ngự thực thụ, như cách ông áp dụng trong trận đấu với Pakistan lúc khởi đầu AED 2018, Xuân Trường đá lùi thấp, Quang Hải chơi cao hơn ở hàng tiền vệ, hỗ trợ cho ba tiền đạo Văn Quyết, Công Phượng và Anh Đức. Xuân Trường phải sẽ lại đứng cạnh Đức Huy trong trận đấu với Bazen, Ảnh, Gia Hưng, nhưng đó là trước đội bóng yếu quá nghiệp tư như Pakistan, còn trước Bazen, vốn có thực lực tốt hơn, có thể có khả năng tranh chấp tốt hơn. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có lẽ không dám mạo hiểm không dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ. Và lại, nếu Đức Huy chơi cạnh Xuân Trường, như từng thấy, đây là bộ đôi tiền vệ có khả năng bổ khuyết cho nhau rất tốt. Đức Huy thiên về phòng ngự, giỏi tranh chấp, không ngại va chạm, còn Xuân Trường thiên về tấn công, đá sáng tạo. Ở VCK U23 châu Á cách nay nửa năm, họ đã phối hợp rất ăn ý với nhau, tạo nên tuyến giữa vững chắc cho đội bóng trong tay SLV Park Hang-seo. Hy vọng lần này họ sẽ tái hiện hình ảnh đó ở giai đoạn còn lại của giải. Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nhận định, có thể Đức Huy không bằng Hùng Dũng, có thể Đức Huy chưa đạt phong độ tốt bằng. Nhưng khi vào vòng knock out, có thể Đức Huy sẽ thi đấu tập trung hơn, tránh được các pha bóng thiếu an toàn của chính mình. Và lại, so về thực lực chung, Olympic Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Olympic Bazen ở giải năm nay. Chúng ta giàu kinh nghiệm hơn họ, nên chỉ cần các cầu thủ phòng ngự chơi an toàn, đội bóng sẽ biết cách giải quyết đối thủ. Mà sự an toàn đấy sẽ bắt đầu từ trung tâm hàng tiền vệ, nơi vai trò của bộ đôi Đức Huy và Xuân Trường sẽ rất quan trọng. Kim Điền Tech, AED 2018, Olympic Việt Nam, SLV Park Hang-seo, Kim Điền, Xuân Trường.